Nếu định lực chúng ta mạnh đó, có thể đi được 10 câu, rồi đi thêm 10 câu, đi thêm 50 câu, thí dụ vậy. Cái đó là cái sức định, cái tiếng này với cái tiếng kia, nó dính với nhau. Thì như vậy thì mới tương ưng với cái câu trong kinh là giúp trọn sáu căn. Nó mới tương ưng được. Thì như chúng ta niệm 3 câu loạn thì là sức định yếu lắm. Phải cho nó đi rất xa. Mà như vậy thì đầu tiên là niệm rất rõ, chữ chữ câu câu rõ, tâm tư để trọn ở trong cái tiếng Phật, nghe nó rành mạch lắm, câu nào chữ nào thì cái tiếng ở trong lòng rất là rõ. Bởi vì nếu nó không rõ đó thì những cái phiền não đó, nó sẽ nhập vô trong đó. Tiếng rất rõ để tâm tư ở trong tiếng Phật, rồi biết nó từ 1 cho tới 10. Không có đọc là Nam Mô A Di Đà Phật 1, không có đọc, mà mình niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật là 3 câu, nói vậy đó. Có nghĩa là mình niệm liên tục cái tiếng Phật mà mình biết là cái số nó đang số mấy, thì xem có cái tâm chúng ta có thể giữ được cái tiếng đó đi bao nhiêu xa. Nếu mà đi 10 câu, đi được xa 10 câu, rồi mình làm lại cái nó đi bao nhiêu xa nó mới bị loạn. Tới chừng nào đó mà 15-20 phút nó đi nó có cái đà, nó chạy gì hoài thì tâm tư thư thả lắm, rất là an lạc. Bởi vì cái vọng tưởng nó bị giống như bị nó bị tan rã hết rồi, nó bị tan vào cái tâm của mình. Còn thế giờ chúng ta không có biết phương pháp niệm vừa suy nghĩ, nó tạp ở trong đó rất là loạn, rất là nhiều thứ, cho nên không thấy an lạc, giống như là kìm, giống như là tập trung mà tập trung không nổi, giống vậy, khổ tâm lắm. Cho nên là phương pháp là nghe rõ, rồi cái tiếng này với cái tiếng kia nó nói với nhau, là tịnh niệm nói tiếp đó, thì nó sẽ nhiếp được sáu căn. Đó là Đại Thế Chí niệm Phật Viên Thông Chương, mà ở đằng trước là phải nhớ Phật niệm Phật. Nhưng mà tịnh niệm nói tiếp, sáu căn đã thanh tịnh mà không có nhớ Phật thì không có cảm ứng được. Mà nhớ Phật rất nhẹ nhàng, rất thoải mái. Lòng thành của mình để trọn trong cái danh hiệu Phật, để trọn ở đó, rồi từng câu nó nói với nhau. Mình nhìn nó, mình nhìn để cái tâm coi cái tiếng Phật này nó có thể đi được bao nhiêu câu Phật nó mới loạn. Nếu mà nó thành thói quen thì niệm một cái nó đi 10 câu, 30 câu, 50 câu, liền thấy thanh lương, liền thấy là phiền não nó đã tan. Những cái gì lòng vòng trong tâm nó đã biến rồi, tự vì cái tiếng Phật đã giữ được một cái sự liên tục trong 10 câu, 20 câu Phật. Tới chừng nào đó mà được 45 phút tiếng Phật không ngưng á, thì là Ngài Hư Vân sẽ khen mình. Như vậy là công phu đã tiến rồi, khá lắm. Thì chúng ta ráng 10 câu, người mới đó phải được 10 câu sẽ thấy thanh tịnh, giỏi nữa thì được 50 câu, như vậy. Không có luận là người già, người trẻ, lúc mà ở một mình hay là lúc ở đông người, ngày đêm niệm Phật không có bê trễ, lễ kính Đức A Di Đà không có bê trễ, hành trì không có bê trễ, cái đó là thành tựu sự kính lễ với Phật. Có nghĩa là tu thì không có đợi lúc đông người hay vắng người, lúc nào cũng hướng về Thế Tôn, mà không cần là người già người trẻ, cái đó là kính lễ. Không có nói việc tốt việc xấu của người khác, cũng không để ý là người ta có niệm Phật hay không, hay là người ta có tu hành hay không, không có để ý, không biết, giống như là không có để tâm. Miệng của mình chỉ niệm một tiếng A Di Đà Phật, tâm mình không có để ý là người bạn của mình, người tu chung với mình, những người ở chung với mình có tu hay là không có tu. Mà thường cái trong miệng đó thì thường là chấp trì A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cứ thường niệm như vậy, mỗi tiếng đều tiếp nói với nhau, không có cho nói ngưng. Cái này là thiện đạo hòa thượng, có nghĩa là hóa thân của Phật A Di Đà dạy niệm Phật đó, thưa quý vị. Ngài tới đây dạy, Ngài là thiện đạo hòa thượng, là nhị tổ trong Tịnh Tông,
Thì Ngài nói là đừng có nhìn cái người chung quanh họ tốt hay xấu. Miệng của chúng ta thường niệm cái tiếng Phật này, mỗi tiếng đều có ngừng, cái đó gọi là thành tựu sự xưng niệm. Không rời, không rơi vào các phiền não, không tham, không sân, không có tranh với đời, không có đánh người, không có mắng người, không có oán hận, không có tật đố, cũng không có sát sanh, không có trộm cắp, không có tà dâm, không có nói dối. Đó là những cái đó là nhân để đi vào ba đường ác. Thì cái người niệm Phật phải dẹp trừ nó hết. Thì như là chúng ta học là tự vì cái tiếng Phật không có rõ, cho nên những cái ác đó nó mới xâm nhập, nó mới sai xử mình. Cũng như giận, buồn, tức, ganh tị là do là lòng của chúng ta loạn. Nếu thường miệng thường niệm danh hiệu Phật, tâm thường nghĩ tới, thì những cái đó từ từ nó sẽ xa lánh. Như Ngài Hư Vân nói, không trừ tự trừ, không đoạn tự đoạn, không có cần trừ nó tự nó không có tới gần mình. Khi mà đã có Phật và cái danh hiệu đã thường niệm rồi, thì những cái này sẽ xa lánh. Điều quan trọng, Chân Hiếu đọc cuốn sách này cũng 10, 15, 20 trang, thì thấy Tổ nói là quan trọng nhất là niềm tin. Tín tâm rất quan trọng. Thì quan trọng là chúng ta tin được Đức Phật, chúng ta tin được niệm Phật, Ngài sẽ đón. Tại tin rất sâu. Tin này đó, nó ở trong tim gan mình đó, giống như là tin Bồ Tát Quan Thế Âm vậy. Gặp nạn niệm thì sẽ hết nạn. Tin sâu lắm. Thì tin sâu như vậy đó thì miệng mới thường niệm danh hiệu. Thì vì tin không có sâu đó thì không có chấp trì đâu. Tin sâu quá cho nên biết là mình đang bị nạn, cái sanh tử, bị cái thân người này mong manh mà cuộc đời khổ, chỉ có Phật mới cứu được. Tin quá sâu cho nên miệng thường niệm, không có quên. Chỉ cần tin sâu Đức Phật Di Đà, tin sâu lời của Phật Thích Ca, nói kinh Di Đà, nói bao nhiêu cái kinh mà nói về cầu vãng sinh, tin rất sâu, không có phân biệt là người tu hay là người tại gia hay là người xuất gia, không có cần biết là nam hay là nữ, người giàu hay là người nghèo, người có tội rất nặng hay là người tội rất nhẹ, chỉ cần có lòng tin, tin nó là cội gốc để về Tây Phương. Đây là Tổ nói thêm, người mà có lòng tin thanh tịnh và thành tựu trong tâm thì bệnh gì rồi cũng hết, không nhờ vào y dược của thế gian. Có nghĩa là người tin sâu, tin tin Đức Phật Di Đà mà tin sâu quá, tin rất là sâu xa, thì tự nhiên cái bệnh chướng của thân thể này tiêu tan hết, cũng như là Ngài Ấn Quang chúng ta không thấy bệnh nữa. Lợi hại, người tổ Tịnh Độ Tông lợi hại lắm. Như Ngài Ấn Quang cũng có nói, nếu mà bệnh nặng ngặt nghèo mà Tây y chữa không được, Đông y chữa không được, hãy niệm A Di Đà Phật sẽ chữa được. Tại vì niệm Phật sẽ chuyển nghiệp, nghiệp đã tan, bệnh liền hết. Còn ở đây Tổ là Ngài Thiện Đạo, Ngài nói đó là tin quá sâu xa cho nên bệnh trong cơ thể tiêu tan hết, không cần cái thuốc của thế gian. Muôn điều, những cái điều thiện á, tự nhiên nó tới với mình. Tâm mình thiện, cảnh nó cũng thiện, không nhờ vào tinh giáo của thế gian mà mau chóng thành tựu. Sự thành tựu muôn điều thiện ấy chẳng phải là khả năng của chính mình, cũng chẳng phải là sức tu hành. Cái đó là tam bảo gia trì, sức Phật gia trì. Mình tin sâu quá là sức Phật gia trì. Bệnh tự nhiên cơ thể của mình, những cái bệnh chướng nó tiêu tan, là nghiệp chướng tiêu tan. Thì đọc sâu vô thấy là cái sự niệm Phật này nó vi diệu không thể tưởng tượng được. Là sức Phật gia trì không có thể tưởng tượng. Đó là tự gì Ngài là hóa thân của Phật. Ngài nói mạnh lắm à. Ta tin tưởng. Nó sự gia trì nó sâu xa quá. Căn cứ vào kinh văn, từ phàm phu đến bậc sơ địa, trải qua một A Tăng kỳ kiếp, nếu nhờ vào sức tam bảo thì không trải qua nhiều kiếp. Lại y theo kinh văn, nếu nghe nói về Phật A-di-đà cho đến chỉ có một tâm, một niệm hoan hỷ vui thích, chí tâm hồi hướng thì liền vãng sanh vào bậc bất thối. Kinh Pháp Hoa nói, những người có trí do ví dụ mà được hiểu, trong thế gian chỉ có mẹ mới hay làm cho con được an ổn,
trong suốt thế gian chỉ có chư Phật mới làm cho chúng sanh ra khỏi sự đau khổ nơi ba cõi, vãng sanh tịnh độ, thấy Phật nghe Pháp. Lại theo kinh văn, Đức Phật luôn có từ bi hỷ xả. Từ là ban vui, ban cho niềm vui, bi là giải thoát, sự cứu khổ, không phân biệt là nỗi khổ trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh hay trong loài người. Nếu phân biệt thì không gọi là đại từ bi. Cũng như người mẹ đối với con, dù có bao nhiêu gian khổ nhưng rốt cuộc cũng chẳng từ lao, không biết mệt mỏi, chỉ lấy niềm vui của con làm cội gốc. Có nghĩa là chúng ta bệnh, chúng ta nghiệp chướng nặng hay nghiệp chướng nhẹ, người gì hãy tin Phật, Phật liền cứu, niệm Phật, Phật liền nghe, cầu mong Phật liền tới, giống như vậy. Không có phân biệt chúng ta là người gì. Nhiều khi mình nói mình nghiệp nặng quá thì không vãng sinh, không phải. Giống như người mẹ với người con vậy. Không cần biết mệt mỏi hay con kêu là mẹ tới, không biết đứa con ngoan hay là không ngoan. Đó là tình lòng từ bi không có phân biệt của Phật. Và không có phân biệt, hãy kêu là ngày tới, giống như Bồ Tát Quan Thế Âm. Mình tạo nhiều tội nặng lắm, nhưng mà gặp nạn kêu thì ngày cứu. Ông có phải là thanh tịnh, ông là phải là cái gì, hãy kêu là tới. Đó là lòng từ bi, đại từ đại bi. Không có phân biệt, cho nên lấy niềm tin ở trong cái pháp này để mà thành tựu. Người niệm Phật mỗi câu không dứt. Không dứt có nghĩa là nó liên tục với nhau, nó đừng có gián đoạn, nó đừng có cái kẽ hở. Thì chúng ta đếm từ 1 tới 10 sẽ thấy rõ hơn. Quý vị dùng cái pháp đó thì sẽ kiềm tâm mạnh lắm. Chắc ở đây ai cũng biết, nếu mà đọc sách Nghệ Ứng Quang, thập niệm ký số. Người niệm Phật mỗi câu không dứt thì bệnh gì cũng hết, tội nào cũng tiêu diệt, an định không sợ sệt, không có thối chuyển. Mỗi ngày tu, mỗi ngày cái mắt tâm nó tự mở sáng, càng thêm chuyên ý, đều phù hợp với kinh giáo. Đi đứng nằm ngồi tâm không bị tán loạn, không mất oai nghi. Đó, tại vì niệm Phật liên tục không gián đoạn thì tâm nó sẽ mở sáng. Kinh sách của Phật đó mở ra thì cái tâm nó sáng, đọc thì dễ hiểu, hiểu sâu xa lắm. Đi đứng nằm ngồi vì mà cái tiếng Phật trong lòng niệm nó liên tục, cho nên những cái tán loạn nó được tan rã, mà oai nghi của người tu hành nó sẽ hiện ra. Những người mà không tin, đây là những người không tin, những người không tin thà im miệng cho đến chết cũng đừng nói, làm cho người khác sanh khởi sự chê bai. Vì điều ấy chẳng phải là chê bai mà người, mà là chê bai Đức Phật. Những người không tin Tịnh Tông, không tin Phật Di Đà, không tin Bồ Tát Quan Thế Âm, chúng ta đừng nói. Tự nói ra người ta chê bai, người ta không tin, thì một khi mà chê bai Phật thì cái tội nó nặng quá. Cho nên mình thương họ không dám nói, phải chờ cái lúc đúng rồi hãy nói. Rồi họ chê một cái thì cái tội nó nặng từ chê Phật rồi không gặp Phật nữa. Nó gieo cái nhân nó xuống. Cho nên là những người không tin chúng ta từ từ khoan hãy nói. Ngài nói thà im miệng đừng nói. Nói là nhiều khi lại hại cho người ta. Người ta chê người ta tội nặng lắm. Người đã chê người niệm Phật tội nặng. Thấy người ta niệm Phật mà chê quá là tội nặng lắm. Ở trong đây Ngài nhắc hoài, ở mấy phần trước, đừng bao giờ chê người niệm Phật. Thấy người ta già, người ta yếu, người ta chấp trì, đừng có chê. Chê thì tội, tại vì chê đó là chê Phật. Được Phật dạy niệm Phật mà, chê đó là chê Đức Phật. Chỉ cần thành tựu lòng tin, chư Phật thường trụ bất biến không đổi. Sách này nói về niềm tin hết, chỉ cần niềm tin là quan trọng. Tin Đức Phật thì mới muốn về với Ngài, mới biết là niệm Phật là áp ra sanh tử, niệm Phật là thù thắng tới như vậy. Niệm Phật niệm tới lúc mà cảm ứng thì vãng sinh, sanh trong sen báo, tin rất sâu xa thì mới ra sức được. Cái thời của Ngài Hư Vân đó thì khi mà cái quốc gia nó nhiều chướng nạn cho người tu thì người ta ra đời nhiều lắm. Ngài Hư Vân buồn lắm. Tại vì cái hoàn cảnh nó bức bách, chánh quyền họ không cho tu, họ bắt chư tăng hoàn tục hết, chánh quyền họ làm khó. Thì Ngài Hư Vân Ngài nói là 10 người là hết, 8-9 ra đời hết. Tại vì hoàn cảnh của thế gian, không phải các vị đó muốn mà chánh quyền họ bức bách. Thì Ngài Hư Vân mới lên tiếng, Ngài nói là người xuất gia
phải có tâm như sắt như đá vậy, đừng bao giờ bị chuyển bởi hoàn cảnh bên ngoài, thà chết chứ không có bỏ y giống vậy. Một lòng cầu giải thoát với Phật thì tính tâm phải giống như là phải rất dũng mãnh, giống như sắt như đá vậy mà rất là lâu bền, bền theo thời gian, tới 100 tuổi cũng không bỏ y, một lòng hướng về Thế Tôn để mà tu hành, đừng có bị chút mà đã lung lay, phát tâm rất mãnh liệt. Thì Ngài nhắc tha thiết lắm, mà bây giờ không biết nằm chỗ nào. Thì nếu kiếm quý vị sẽ thấy lời của Ngài tha thiết là quý thầy quý cô phải có cái tâm như là sắt vậy, không có hoàn cảnh gì cũng một lòng hướng Phật cầu giải thoát, đừng có móng tâm, đừng có khởi ý. Dạ, thưa hết rồi quý vị. Di Đà Phật.